U19 Việt Nam chiến thắng thuyết phục U19 Myanmar. Khi trận đấu mới bước qua phút thứ hai, các cầu thủ của U19 Việt Nam đã khiến cả cầu trường phải ồ lên tiếc nuối. Khuất Văn Khang leo biên phải và tung đường truyền vừa tầm để Văn Trường băng vào đánh đầu. Tuy nhiên, tiền đạo số 14 đã dứt điểm không chính xác. Chỉ 5 phút sau cơ hội ngon ăn đầu tiên, cũng là bộ đội Văn Khang, Văn Trường, nhưng lần này họ đã có thể khiến khán giả trên sân vận động Bình Dương hò reo ăn mừng. Sau pha bỏ bóng tinh tế của Quốc Việt, đội trưởng Văn Khang kiến tạo để Văn Trường đối mặt với thủ môn đối phương và ghi bàn mở tỷ số. Mặc dù để cho đội chủ nhà nắm thế chủ động, nhưng Myanmar cũng cho thấy sự nguy hiểm trong lối chơi rình rập, chờ đợi cơ hội phản công. Phút 23, tận dụng pha bóng lúng túng của thủ môn Huy Hoàng, thì Hà băng vào đánh đầu nhưng rất tiếc là bóng đã dội sáng ngang hai lần trước khi các cầu thủ Việt Nam kịp truy cản. Sang hiệp 2, U19 Myanmar chủ động dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Sau nhiều nỗ lực, cầu thủ của U19 Myanmar đã đưa được bóng vào lưới Việt Nam ở phút 60 nhưng không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị. Khoảng 15 phút cuối, U19 Việt Nam đã giảm nhịp độ của trận đấu. Ở phía ngược lại, U19 Myanmar dù rất cố gắng nhưng không tạo ra đột biến trước hàng phòng ngự chơi tập trung của đội chủ nhà. U19 Việt Nam có khởi đầu suôn sẻ trong trận ra quân với chiến thắng thuyết phục trước U19 Myanmar với tỷ số 2-0. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé!